Chỗ symbol là số chính à? Em ơi, em đang làm gì thế? Nói đi. Hả, đang làm gì đấy? Tìm ong. Tìm ong hả? Vâng. Sao lại phải dùng ống nhòm? Có nhiều mới thấy chứ. Ống nhòm mới thấy ong hả? Vâng. À, thế hả? Không, do ong nhòm thì chỉ thấy gần đây thôi, xa thì không thấy. Xa không thấy hả? Vâng. Mật đây là đường sau này mật à? Đúng, cho anh chưa xem được, với. Chưa được, chưa được. Chưa được hả? Vâng. Ừ. Thế là ở bản nào đây? Mộc Khuông. Mộc Khuông hả? Vâng. Đợt này À, mật có giỏi nhiều, thế. kiếm được nhiều không? Hả? Đợt này có kiếm được nhiều mật không? Không. Đợt này thì lấy khó Cần hả? 2 cân, 1 cân rưỡi. Ừ, ít. Tổ bé à em? Vâng. À, năm nay mấy tuổi rồi? 16. À. Cái này là mật tự nhiên hết đấy chứ nhỉ? Vâng. Mật tự nhiên hết. Bỏ vào trong. Giới thiệu với các bạn là đang đi trên đường thì gặp một em ấy đi đi lấy ong rừng nhỉ? Yeah. Đi lấy ong rừng. Đây, em có dụng cụ ở đây cho anh xem với. Anh xem cái này với. Đây là cái ống nhòm. Mở mở ra đi em, mở ra đi em anh thử với, xem với. Đây em lại dùng đi ống nhòm đấy để nhòm tổ ong em nhỉ? Vâng. Tổ ong. Thế nếu mà thấy dấu vết của ong là lên bắt thôi hả? Vâng. Đây, anh xem với. Nhìn rõ phết đấy. Rõ. Rõ, anh nhìn xa rõ, nhìn lên trên kia rồi. Ôi rõ nhờ. Rõ mà gần nữa cơ. Ờ. Đây em, anh gửi. Rồi. Đây cho anh nhìn lại. Đây các bạn, đây. Em ấy nhòm lên trên cái đỉnh núi ở trên cao trên này. Đây, đây phía sau lưng này là sông Mã. Đây, phía sau lưng mình đấy là sông Mã. Em tên là gì nhỉ? Em tên là gì? Mông. Mông hả? Vâng. Ô người ông Mông luôn. Vâng. Tên người đồng bào người Mông mình luôn. Vâng. À, có vợ chưa? Chưa. 16 tuổi chưa 16 vợ? Chưa. Ừ, bao nhiêu tuổi lấy vợ? 20. Này có ong thì để cho anh nhá. Vâng. Nhớ nhá. Vâng. Hứa nhá. Vâng. Vậy là em ấy hứa danh dự là có ong sẽ để lại cho anh Cường. Vâng. Hả? Rồi, anh chào em nhá. Vâng. Hẹn gặp lại chiều tối nhà chỗ đâu xóm bán gì nhỉ? Mộc Khuông. Đây. Mộc Khuông. Đây. Chỗ nhà văn hóa xã hả? Vâng. À rồi, nhà văn hóa xã chiều mình sẽ vào nhà văn hóa xã và tìm em ấy. Vâng. Tên là Mông. Vâng. Cái gì Mông em? Hầu Văn Mông. Hầu Văn Mông. Cái gì Mông? Hầu Văn Mông. Hầu. Vâng. Hầu Văn Mông. Mông. Vâng. Rồi. Anh có hỏi Hầu Văn Mông là thấy hả? Vâng. Nhà có ven đường không hay là ở trên núi cao? Đường hả? Ở đường hả? Có biết Sình không? Sình. Sình Sình Nhà gần nhà con Kiêu không? Gần nhà chị Kiêu không? Không biết. Sình có học có đi học được không? Lấy vợ rồi, có con rồi. Nhà bán hàng dưới đường kia. À, nhà Sùng A Long không? À. Nhà Sùng A Long thổi sáo hay hay ấy hả? À. Cũng người Mông mình. Ừ. Rồi rồi, thế chiều tối anh qua nhé. À nhớ nhá. À. Rồi. Ôi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chiều mà có mật ong thì vào ta xem mật ong nhà em ấy như thế nào. Rồi, anh cảm ơn nhá. Bữa sau cho anh đi theo lấy ong với nhá. Đi. Đi phải chia đôi ấy. Được không? Chia hả? Ừ, nhớ nhá. Ừ. Nhớ nhá. Hứa hứa bắt tay phát để hứa nè, bắt tay trái cũng được. Rồi. Đây. Rồi anh đi nhá.